mệnh danh là kẻ điên nổi loạn một mình định hình lại K-pop. Bài hát Gangnam Style bùng nổ toàn cầu, trở thành video đầu tiên trong lịch sử đạt được hơn 1 tỷ lượt xem trên nền tảng YouTube, khiến YouTube rơi vào trạng thái tê liệt. Vì thành tích đỉnh cao, anh được mời đến biểu diễn tại lễ nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc, được gặp mặt trực tiếp Tổng bí thư Liên Hợp Quốc, được Đại học Harvard mời đến biểu diễn. Muốn có được những đãi ngộ này, Song Hye Kyo chắc phải diễn 10 bộ Ngôi Nhà Hạnh Phúc. G-Dragon nói không chừng phải sáng tác 100 bài live, SNSD không biết phải nhảy bao nhiêu vũ đạo. Nhưng người đàn ông tên Sai này thực sự chỉ cần một bài hát. Sai tên thật là Park Jae-sang, sinh ngày 31 tháng 12 năm 1977 tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Gangnam trong bài hát Gangnam Style chính là nơi Sai sinh ra và lớn lên, cũng là nơi nổi tiếng giàu có ở Hàn Quốc, với ngũ quan được sắp xếp ngẫu nhiên tùy ý. Nhưng gia cảnh của Sai thì không ngẫu nhiên chút nào. Tổ tiên anh kinh doanh công ty chất bán dẫn, đến đời bố anh thì được mở rộng sang máy móc niêm yết, tài sản gia đình đủ để anh tiêu xài đến mấy đời. Gia cảnh giàu có khiến Sai chẳng cần phải lo lắng về tương lai. Khi các bạn đồng trang lứa vùi mặt trong đống sách vở, anh đã được bố mẹ sắp xếp cho đi du học Đại học Boston, Mỹ. Tuy nhiên dưới yêu cầu của bố, sau một khoảng thời gian học ngành kinh tế tại đây, Sai phát hiện ra bản thân không có tố chất trong ngành này. Chất nghệ thuật và chất nhạc đã sớm bộc lộ trong anh. Thế là không lâu sau, anh chuyển sang học tại Berklee College of Music. Vừa mới chuyển trường, Sai hùng hùng hổ hổ đem hết tiền sinh hoạt đi mua dụng cụ thiết bị âm nhạc. Nhưng rất nhanh anh cảm thấy không thích, những tiết học nhàm chán, thành tích tụt xuống mức báo động đỏ. Sai thì hứng lại quyết định bỏ học, chạy về quê hương Hàn Quốc của mình. Năm 2001, Sai chính thức debut và cho phát hành bài hát solo Bird, gây tiếng vang với công chúng. Lúc đó anh mới chỉ 24 tuổi, nhưng vì sở hữu gương mặt không được sáng, mọi người thường gọi anh là chàng béo. Sai rất vui vẻ chấp nhận, thậm chí còn coi nó là biệt danh của mình. Tóc vuốt dựng đứng, mặc vest hoa, ông chú kỳ quái này cứ vậy mà say mê trình diễn, hạ ngục trái tim khán giả Khi sự nghiệp của anh đang ngày một phát triển, Sai bỗng nhiên nhận được giấy báo tham gia nghĩa vụ quân sự. Đứng trước quyết định duy trì sự nghiệp hay là tuân thủ luật pháp, Sai bị lợi ích che mờ đôi mắt, anh lựa chọn tiếp tục sự nghiệp. Năm 2005, ca sĩ quốc dân Hàn Quốc Sai, để trốn nghĩa vụ quân sự, anh đã chi trả 25 triệu tệ để sở hữu tấm bằng kỹ thuật viên xử lý dữ liệu. Vì thế anh không bắt buộc phải nhập ngũ, mà có quyền được thực hiện nghĩa vụ của mình bằng cách làm việc tại một công ty phát triển phần mềm. Khi các binh sĩ khác lăn lộn tập luyện dưới ánh mặt trời gay gắt, Sai lén lút âm thầm nhận 52 show biểu diễn, nhờ trốn nghĩa vụ mà kiếm được rất nhiều tiền. Huống hồ, Hàn Quốc là một đất nước coi trọng nghĩa vụ quân sự. Vì vậy khi sự việc bại lộ, dư luận vô cùng phẫn nộ, không ngừng chỉ trích anh hám danh lợi, lơ là nhiệm vụ của công dân, đớ được coi là hành động vi phạm pháp luật. Sự nghiệp của Sai ngày càng bết bát. Sau đó tòa án quyết định bắt anh tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự 20 tháng. Sau sự việc, Sai thành thật, đây là việc làm hối hận nhất trong cuộc đời này của anh. Anh chấp nhận gánh chịu tất cả để bù đắp cho những ngày tháng đó, mang theo tiếng mắng chửi đầy rẫy trên người, Sai tuyệt vọng tham gia quân ngũ. Cho đến mùa hè năm 2009 anh mới được giải phóng. Nhưng sau khi giải ngũ, làng giải trí đã sớm thay trời đổi đất. Các nhóm nhạc nam nữ với phong cách độc lạ, hàng loạt phim truyền hình hay đặc sắc khiến công chúng đã con mắt. Không còn ai nhớ đến anh, một ông chú kỳ quái thích mặc vest màu mè. Nhưng chủ tịch YG Yang Hyun Suk đã nhìn thấy tài hoa của anh, thế là mặc kệ dư luận. Năm 2010 ký hợp đồng với anh, tuy rằng đã có chỗ đứng, nhưng nội tâm Sai không được lấp đầy. Anh hiểu rất rõ, nhiều người đang chờ đợi xem trò cười của anh. Mang theo sự trào phúng với bản thân, Sai đã thức trắng 30 đêm, sáng tác ra bài hát Gangnam Style. Trong ca khúc này, Sai chế giễu xu hướng chạy theo danh vọng và tiền tài ở Hàn Quốc lúc bấy giờ. Lúc quay MV, anh đóng vai một oppa, cố gắng hòa hợp với xã hội thượng lưu, nhưng lại không có cách nào để dấn thân vào. Sai khát vọng dùng bài hát này phá vỡ cái nhìn của mọi người về người giàu Gangnam, học cách chấp nhận cuộc sống hiện tại. Mà cùng lúc đó, có một bộ phận người hâm mộ bắt đầu lọt hố anh, khiến anh nhận được nhiều quan tâm chiều chuộng. Để không phụ lòng các fan, anh dày công nghiên cứu phương diện vũ đạo, không ngừng thử đủ hình tượng của đủ loài động vật, bao gồm voi, sư tử, gấu trúc, chuột túi. Cuối cùng anh quyết định dùng động tác cưỡi ngựa và tạo thành điệu nhảy cưỡi ngựa huyền thoại viral khắp mạng xã hội. Tháng 7 năm 2012, Sai chính thức phát hành bài hát Gangnam Style. Lúc đó anh chỉ muốn chế giễu xã hội thượng lưu một chút, không ngờ lại trở thành bước chuyển ngoặt trong cuộc đời anh. Sau khi phát hành chưa đến 2 tháng, bài hát đã phá vỡ kỷ lục thế giới Guinness, sau đó trở thành video được yêu thích nhất trong lịch sử YouTube và bao trọn các bảng xếp hạng của 35 quốc gia như Anh, Mỹ, Ba Tư và Bali. Trong MV, Sai với thân hình phúc hậu không ngừng thể hiện tài năng vũ đạo, cộng thêm nhịp điệu bài hát bắt tai, tạo một cơn bão nhiệt khắp toàn thế giới. Đến Obama nghe xong cũng phải thốt rằng ông cũng muốn nhảy cho vợ xem. Sự công nhận của nhiều quốc gia khiến Sai nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt. Tháng 9 năm 2012, anh được chính phủ mời tham gia giải thưởng âm nhạc MTV Europe. Tháng 10 cùng năm, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon và Sai gặp nhau tại trụ sở Liên Hợp Quốc. Hai người nói chuyện vui vẻ, lúc kết thúc còn cùng nhau nhảy vũ điệu Gangnam. Tháng 11, Sai trở thành ca sĩ Hàn Quốc đầu tiên phát biểu tại Đại học Oxford. Tháng 12, anh nhận lời mời tham gia tiệc Giáng sinh tại Nhà Trắng, đứng trước Obama và các quan chức cao cấp khác, biểu diễn bài hát Gangnam Style. Có thể nói bài hát Gangnam Style khiến tiền đồ của Sai
bừng sáng đến mức có thể xua tan mọi bóng tối trước đây. Nhưng cùng với sức nhiệt tăng lên, anh cũng bị rất nhiều phương tiện truyền thông chính thống phê phán. Ví dụ như tờ New York Times đã bình giá, ngôn từ được sử dụng trong bài hát của Sai quá thô lỗ. Thẳng thừng hơn, những người chào đón anh không phải vì thấy đồng cảm, mà đang cố ý chê cười. Đối mặt với những chất vấn, Sai vẫn vô cùng điềm tĩnh. Bởi vì sau khi trải qua nhiều phong ba như vậy, anh trở nên vô cảm với những đánh giá ấy. Tiếng nói bất đồng chỉ khiến anh nhận được thêm nhiều kinh nghiệm. Điều đáng nhắc là sau Gangnam Style, tất cả người dân trên thế giới đều vô cùng ngóng chờ sản phẩm âm nhạc tiếp theo của Sai. Cho dù hào quang khắp mình, nhưng Sai vô cùng khiêm tốn. Anh nói rằng thành công của bài hát này là nhờ may mắn, anh sẽ dốc hết tâm sức sáng tạo từng bài hát, nhưng mọi người cũng đừng ôm quá nhiều hy vọng. Thực tế đã chứng minh lời tiên tri của Sai, cho đến hôm nay, anh không có một bài hát nào có thể vượt qua Gangnam Style. Nhưng dù có thế nào, thành công mà anh nhận được từ bài hát này là thứ người khác cả đời này có nằm mơ cũng không có được. Dù sao khi âm nhạc bật lên, ai mà không nhớ về nỗi ám ảnh Gangnam Style một thời trước.